Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry, Trung Hoa Sử Ký. Chiến tướng số 1 của Tào Tháo đã từ trận như thế nào? Vì sao chỉ một nữ nhân mà đáng giá hơn cả 18 lộ chư hầu, binh mã đông đảo? Hay Triệu Vân, Trương Phi làm thế nào để khiến cả trăm vạn quân của đối phương phải khiếp sợ? Hãy cùng đến với những trường đoạn xuất sắc nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Huyết chiến Uyển Thành, Điển Vi vòng mạng. Trương Tú và Lưu Biểu là cặp đôi thường xuyên liên kết với nhau để tập kích hậu phương, quấy rối quân Tào Tháo nhiều lần. Năm 197, năm thứ 2 niên hiệu Kiến An, vua Hán Hiến Đế thời Đông Hán, Tào Tháo chinh phạt Kinh Châu, đưa quân tới Uyển Thành. Nghe lời của Giả Hủ khuyên, Trương Tú đã ra hàng. Tào Tháo rất lấy làm vui mừng, nhưng sau đó do Tào Tháo cướp vợ của Trương Tế, chú ruột của Trương Tú, nên Tú cả giận làm phản. Nhân lúc đêm khuya tập kích doanh trại quân Tào, bởi Tào Tháo không có sự phòng bị, Trương Tú đã chiếm ưu thế, đốt cháy doanh trại, toan xông tới giết chết Tào Tháo. Tháo tức tốc kịp lên ngựa tháo chạy. Tướng quân Điển Vi ở bên ngoài trại đã ra sức ngăn cản quân địch tiến vào cửa trại, giúp Tào Tháo chạy thoát thân, múa đoạn kích tả xung hữu đột, chặt gãy mấy chục thanh mâu của quân Trương Tú, làm quân Trương Tú không thể vào được. Một mình tướng Điển Vi, người hơn 10 vết thương, quân thảo với quân của Trương Tú, hạ sát thêm vài chục người nữa. Cuối cùng vì bị quá nhiều vết thương mà ngã xuống đất qua đời, mắt còn mở trừng trừng. Ông mất tới nửa ngày, quân Trương Tú mới dám tiến lại gần. Con trai của Tào Tháo là Tào Ngang nhường lại chiến mã cho người cha, dũng cảm ở đằng sau ngăn chặn quân của Trương Tú. Mặc dù ông đã tranh thủ được thời gian cho cha thoát nạn, nhưng bản thân thì lại bị bao vây giết chết. Cháu trai của Tào Tháo là Tào An Dân cũng chết trận. Lúc này Tào Tháo đã lui về đóng ở Vũ Âm. Hay tin Điển Vi mất, Tào Tháo thương tiếc khóc, sai người lấy thi thể của ông về an táng tại Tường Ấp. Địa vị trong quân của Điển Vi tương tự như Triệu Vân, là đội trưởng đội cảnh vệ của Tào Tháo, đã từng cứu Tào Tháo mấy lần, cũng từng đánh ngang cơ với Hứa Chử. Nhưng những thành tích này đều không để lại ấn tượng sâu sắc như trong trận chiến Uyển Thành. Nhắc tới Điển Vi là một hình tượng tướng lĩnh trung thành, tả xung hữu đột, cố thủ nhà môn cho tới chết. Người ta vẫn thường nói rằng Tào Tháo khóc thương không phải vì con trai hay cháu trai, mà khóc là vì mất đi Điển Vi, viên tướng dũng mãnh nhất của mình. Hổ La Quan, Tam Anh chiến Lữ Bố. Hổ La Quan là cuộc chiến giữa Đổng Trác, Lã Bố và liên minh 18 lộ chư hầu Quan Đông do Viên Thiệu làm minh chủ vào năm 190. Đó là trận chiến đã khắc họa hình ảnh hào hùng của nhiều vị tướng, đặc biệt là trận đọ sức trực tiếp nổi tiếng giữa Lã Bố chống lại ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, còn gọi là Tam Anh chiến Lữ Bố, đã đi vào lịch sử văn hóa Trung Quốc. Sau khi Quan Vũ chém Hoa Hùng, quân Đổng Trác bị đánh cho tàn tác, Đổng Trác đích thân dẫn 15 vạn đại quân tiến ra giữ Hổ La Quan. Riêng Lã Bố lĩnh 3 vạn quân ra trước quan ải, đóng một trại lớn làm tiền quân, còn Đổng Trác thì đóng đồn trên cửa quan. Bên kia, Viên Thiệu họp các tướng lại, cử binh tiến sát tới Hổ La Quan về đánh. Tào Tháo, Tôn Kiên cũng dẫn quân tiếp ứng, các chư hầu đều có mặt. Lã Bố đem 5.000 quân thiết kỵ đánh tan quân tiền bộ của Vương Quang, liên tiếp đánh bại các danh tướng của liên minh như Phương Duyệt, Mục Thuận, Vũ An Quốc, v.v. Sau đó, Lã Bố lại kéo quân tới thách đánh. Các tướng chư hầu ai nấy đều khiếp sợ trước sự kiêu dũng thiện chiến của Lã Bố, không một ai dám lên tiếng. Đích thân Công Tôn Toản, một trong 18 thủ lĩnh của liên minh, vác ngọn giáo nhảy ra đánh Lã Bố. Mới được có vài hiệp thì thua chạy. Lã Bố thúc ngựa xích thố đuổi chạy nhanh như bay, đuổi theo gần kịp thì nghe một giọng nói dũng mãnh quát lớn: "Thằng đầy tớ ba họ kia, đừng chạy nữa, có Trương Phi người đất yên đây." Quay sang nhìn thì thấy một đại hán mình cao 8 thước, đầu báo, râu hùm, hàm én. Lã Bố thấy thế thì cả giận, bỏ Công Tôn Toản đánh nhau với Trương Phi. Trương Phi hăng hái cố đánh Lã Bố, hai người đánh nhau được hơn 50 hiệp, chưa rõ bên nào thắng, bên nào thua. Quan Vũ đứng ngoài thấy thế, cầm cây Thanh Long Yển Nguyệt đao cùng lao tới đánh. Ba con ngựa đứng dàng kiểu chữ đình, đánh nhau được khoảng 30 hiệp nữa thì hai người cũng vẫn không hạ được Lã Bố. Lưu Bị bấy giờ cũng cầm đôi gươm thúc ngựa chạy vào đánh giúp. Ba người vây tròn lấy Lã Bố, đánh chẳng khác nào quân đàn cù. Đôi bên người tấn kẻ thủ, đường đào mũi kích vung lên uyển chuyển bay bổng tựa hoa tuyết, vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ, vừa chém vừa đỡ, vừa đâm vừa né, thoát ẩn thoát hiện, mà những đòn thế giáng xuống thì sức mạnh tựa ngàn cân. Bốn người xung trận đều xứng đáng được xưng tụng là bậc chiến thần, thi triển thứ võ công và dũng mãnh khiến thiên hạ phải trầm trồ nể sợ.
Lã Bố cố sức chống đỡ không nổi, bèn nhắm giữa mặt Lưu Bị, phóng vờ một ngọn kích. Bị tránh được, Bố mở góc cửa trận, cắp đao ngược kích, phi ngựa chạy về. Ba người thúc ngựa sấn vào, quần mã tướng sứ đều giao ầm cả lên, xô cả ra để đánh. Quân Lã Bố chạy về trên cửa Hổ Lao, ba người theo sau đuổi mãi. Điển cố Tam Anh Chiến Lữ Bố trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa được đánh giá là một trong những câu chuyện truyền kỳ, khiến cho chiến thần Lã Bố vang danh thiên hạ. Mỹ nhân lập công, vì nghĩa hiến thân. Cuối thời Đông Hán, triều vua Hán Hiến Đế, gian thần Đổng Trác chuyên quyền, vốn bản tính tham lam, có thêm chiến thần Lữ Bố giúp sức, Đổng Trác mặc sức, gây ra không biết bao nhiêu câu chuyện thương thiên hại lý, khiến lòng người oán than như giết vua Thiếu Đế, giết Hà Hậu và Đường Phi, sát hại dã man bá quan Văn Võ, lạm sát thường dân vô tội. Biết Lã Bố và Đổng Trác đều là phường háo sắc, Quan Tư Đồ Vương Doãn liền nảy ý dùng kế mỹ nhân, trước tiên là hứa gả điêu thuyền cho Lã Bố, sau lại dâng cho Đổng Trác. Cả hai cha con sẽ phối hợp cùng với nhau bày mưu lập kế bên trong, khiến hai cha con Đổng Lã nghi kỵ thù hằn tàn sát lẫn nhau. Quả nhiên, cả hai cha con Đổng Trác đều bị trúng kế. Kết quả, Đổng Trác đã bị chết thảm dưới tay của Lã Bố. Đây thật là một trận chiến phi thường, không ráo gươm, không đổ một giọt máu mà vẫn thành công vang dội. Công lao và sự lợi hại của điêu thuyền đã khiến người đời sau không khỏi thán phục. Như Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư có viết: 18 lộ quân chư hầu không giết nổi Đổng Trác, mà một thiếu nữ liễu yếu đào tơ như điêu thuyền lại giết nổi Đổng Trác. Ba anh em Lưu Quan Trương, Hùng Liệt không thắng nổi Lã Bố, mà chỉ một nàng điêu thuyền đã thắng nổi. Ôi, lấy chăn chiếu làm chiến trường, lấy son phấn làm giáp khôi, lấy mảnh ngải làm cung nỏ, lấy nước mắt nũng nịu làm tên đạn, lấy lời tình cứ ngọt ngào làm chiến lược mưu cơ. Xem thế thì cái bản lĩnh của nữ tướng quân quả là tuyệt cao cường, đáng sợ thay. Điêu thuyền không chỉ có nhan sắc tuyệt trần, mà còn sở hữu cả mưu trí và bản lĩnh phi thường. Trong chốn hiểm nguy mà không chút run sợ, quyến rũ cả hai cha con Đổng Lã, chỉ một ánh mắt sắc sảo tựa như mũi gươm bén ngọt xuyên thẳng vào trái tim của dũng tướng đệ nhất Lã Bố, hay một nụ cười đã mê hoặc được đại gian thần Đổng Trác. Nàng quyến rũ Đổng Trác lại mời gọi Lã Bố, khiến cho họ Lã đã phản lại cha nuôi và giáp tâm trừ đi gian thần họ Đổng. Tử chiến Đường Dương, Triệu Vân cứu Ấu Chúa. Oanh liệt nhất trong những trận chiến oanh liệt, hào hùng nhất trong những chiến công hào hùng, không thể không nhắc tới cái tên Thường Sơn Triệu Tử Long. Chỉ mấy chữ Triệu Tử Long ở Thường Sơn thôi mà khiến các tướng lĩnh quân sĩ, cả thảy 83 vạn của quân Tào phải khiếp đảm, kinh hồn bạt vía. Sự anh dũng tuyệt luân, võ nghệ phi phàm của vị chiến tướng họ Triệu thật khiến người ta phải khâm phục bội phần. Một mình chàng tả xung hữu đột giữa vòng vây trùng trùng điệp điệp của cả vạn quân mà không hề run sợ, đột phá tam quân, tạo nên một trận đánh cực phẩm trong sử thi, một điển tích không chỉ khiến người ta khâm phục sự dũng mãnh phi phàm, ngưỡng mộ võ nghệ siêu quần, mà còn khắc họa tấm lòng trung thành tuyệt đối của người tướng quân họ Triệu với chúa công Lưu Huyền Đức. Trong trận chiến dốc Trường Bản, Triệu Vân phụ trách bảo vệ hai vị Cam Mi phu nhân và A Đầu, nhưng bởi chiến trận hỗn loạn mà hai bên thất lạc nhau, Triệu Vân dẫn theo 30-40 thuộc hạ quay trở lại tìm kiếm, tìm khắp một vòng mà vẫn không thấy, lại trảm luôn tướng Tào Thuần Phu Đạo, cứu Mi Trúc và Cam phu nhân. Triệu Vân đưa hai người tới cầu Trường Bản, suýt chút nữa thì bị Trương Phi hiểu lầm là chàng đã phản bội Lưu Bị. May được Giản Ung giải thích, làm sáng tỏ sự thật, Triệu Vân sau khi giao phó Cam phu nhân cho Trương Phi lại quay trở lại tìm kiếm A Đầu và Mi phu nhân. Nhưng khi này chỉ có chàng một thân một mình, không có một ai đi theo. Trong đám loạn quân, Triệu Vân đã đâm chết Hạ Hầu Ân và đoạt lấy thanh bảo kiếm Thanh Công mà viên tướng này mang trên người. Về sau, bên cạnh một bức tường thấp đã tìm được Mi phu nhân và A Đầu đang nằm trong lòng của bà. Nhưng Mi phu nhân thân bị thương nặng, đi đứng bất tiện. Sau khi gửi gắm A Đầu lại cho Triệu Vân, liền gieo mình xuống giếng khô để tự vẫn. Triệu Vân đẩy đổ bức tường nhằm tránh để quân Tào thấy và cướp lấy thi thể của Mi phu nhân. Chàng cột A Đầu vào người, xốc lại chiến bào, tay cầm chặt trường thương, nhảy lên con bạch mã dạ chiếu ngọc sư tử, nghiến răng mà lao lên phía trước, quyết tâm vượt qua thế trận quân Tào trước mặt để sang được bờ bên kia với quân Lưu. Đại quân Tào Tháo đã bày xong thế trận, khiên giáp chỉnh tề, gươm giáo sáng loáng chọc lên tận trời xanh. Tào Tháo ngồi trên gò cao, phất cờ điều binh khiển tướng, sai bắt bằng được con trai Lưu Bị. Tử Long tay ghì chặt cương ngựa,
mặt kiên định không chút run sợ, nghiến răng thúc quân Bạch Mã lao lên phía trước, nhằm thẳng tới trận quân Tào mà phi tới. Triệu Vân uy dũng vô song, ôm theo A Đầu, một thương một ngựa liều mình xông pha trong đám quân Tào Tháo, vùng thương lên đánh giết một chặp, hạ sát luôn một mạch 50 chiến tướng quân Tào, đánh giạt cả một đám quân, tướng sĩ không ai dám lại gần, thực đáng xưng tụng là bậc chiến thần giữa đời thường, không ai sánh kịp. Tào Tháo không phục tài năng, hạ lệnh không được dùng xạ tiễn mà phải dùng sức bắt sống Triệu Vân. Được lệnh, đám đại tướng Trương Liêu, Tử Hoàng, Tào Hồng vội vã xung trận hòng bắt sống Triệu Vân. Tử Long không hề nhụt chí, dũng mãnh ứng chiến, chém đổ hai lá cờ lớn, một thân tả xung hữu đột, người chịu nhiều thương tích vẫn bảo vệ cho A Đầu không chút sơ hở. Nhân việc Tào Tháo không dùng xạ tiễn, Tử Long chớp thời cơ phá vây, một thương một ngựa dũng mãnh vượt qua khỏi đại quân, tức tốc chạy về phía cầu Trường Bản, nơi Trương Dực Đức đã đợi sẵn. Máu đỏ chan hòa áo giáp hồng, đương dương ai kẻ dám tranh hùng, xưa nay cứu chúa sông trăm trận, chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long. Khi Triệu Vân đưa A Đầu về gặp Lưu Bị, Lưu Bị đã ném con trai xuống, mắng rằng: "Vì ngươi, suýt nữa ta mất đi một đại tướng." Tử Long thấy cảnh đó cảm động tột cùng, thề rằng sẽ hết sức khuyển mã chiến đấu với Lưu Bị, dẫu cho gan óc lầy đất. Qua đó, thấy được sự coi trọng tuyệt đối của Lưu Bị với Triệu Vân, cũng thấy được tài năng dụng nhân và thu phục nhân tâm xuất sắc của Lưu Bị. Trương Phi đại náo cầu Trường Bản. Nếu Tử Long dung mãnh bao nhiêu, khiến cho tướng sĩ quân Tào thất điên bắt đảo vẫn không bắt nổi, thì Dư Đức lại uy dũng thần khí bấy nhiêu, khiến cho cả Tào Tháo lẫn giản mãnh tướng trải cả trăm trận phải thất kinh. Tướng hét dũng mãnh trên cầu Trường Bản của Trương Dực Đức góp phần khiến cho trưởng đoạn đương dương Trường Bản xứng danh thiên cổ hùng tráng, trở nên kinh điển lưu truyền ngàn năm. Lúc giao tranh tại đương dương Trường Bản, trước thế tấn công mãnh liệt của Tào Tháo, quân của Lưu Bị đã thua chạy tan tác, mỗi người một nơi. Lưu Bị sai Trương Phi mang 20 kỵ binh chặn hậu, ngăn cản quân Tào, thực là đưa dê vào miệng cọp, dùng tấm vải mỏng mà ngăn dòng nước lũ. Nhưng Trương Dực Đức là người không sợ trời, không sợ đất, dẫu có là Tào Tháo hay bất cứ ai, cho dù là 30 vạn quân hay cả 100 vạn quân cũng chẳng một chút run sợ. Chiến là chiến, xông pha là xông pha, không cần nhiều lời. Trương Phi đợi Lưu Bị cùng mọi người đi kịp sang sông rồi mới đứng lên chặn quân địch ở đầu cầu Trường Bản. Mắt nhìn thấy 30 vạn đại quân Tào Tháo sắp tới, có người hỏi rằng tại sao không chạy trốn. Trương Phi chỉ cười mà đáp rằng: "Ngô bất kiến chúng quân, chỉ khiến Tào Tháo." Tức là không nhìn quân đội, chỉ nhìn Tào Tháo. Khi quân Tào thuần truy kích tới nơi, một mình Trương Phi hùng dũng đứng cầm xà màu quát lớn: "Ta là Trương Dực Đức ngửa nước yên đây, ai dám cùng ta quyết tử?" Thanh âm lớn như sét đánh bên tai, khiến toàn quân Tào khiếp đảm, toàn quân khựng lại, không một ai dám ứng chiến. Một mình Trương Phi vẫn lửng lững như một chiến thần bên cây cầu trơ trọi, đối mặt với 30 vạn quân Tào mà mặt không biến sắc. Trương Phi lại hét to: "Ta là Trương Dực Đức ngửa nước yên đây, ai dám cùng ta quyết tử?" lần thứ hai, khiến toàn bộ tướng lính và binh lính quân Tào giật mình nhốn nháo, lùi lại mất vài ba bước. Tào Tháo nhớ lại lời của Quan Vân Trường khi xưa rằng người em trai Trương Dực Đức còn dũng mãnh hơn, có thể lấy đầu đại tướng trong đám vạn quân dễ như lấy đồ trong túi áo, thậm chí còn viết cả vào vạt áo để ghi nhớ, nên không dám khinh suất. Đôi bên còn đang gườm nhau thì đột nhiên Trương Phi thúc ngựa nhảy lên hét lớn: "Đánh không đánh, lui không lui là cớ làm sao?" Tiếng thét quá lớn, quá dũng mãnh và quá bất ngờ khiến tướng Hạ Hầu Kiệt của quân Tào thất kinh, sợ vỡ mật mà chết, lăn xuống ngựa. Tào Thuần sợ Trương Phi có kế khác nên không dám liều lĩnh sang đánh. Tào Tháo thấy khói bụi mù mịt, tưởng có phục binh, cũng vội vã sai binh tướng thoái lui. Sở dĩ tiếng thét của Trương Phi không chỉ có thể khiến một tướng Tào sợ vỡ mật mà chết, mà còn đẩy lui được hàng vạn quân là bởi vì ba lý do. Thứ nhất, Trương Phi không hề sợ hãi, thậm chí còn dụng kế nghi binh. Mãnh tướng này khi đó chỉ có một mình đứng trên cầu Trường Bản, đối mặt với đại quân hàng vạn người cùng nhiều tướng lĩnh của Tào Tháo mà không hề tỏ ra sợ hãi. Chính sự tự tin này của Trương Phi khiến Tào Tháo nghi ngờ. Thứ hai, Trương Phi có võ nghệ cao cường nên các võ tướng của Tào Tháo xung quanh lúc bấy giờ cũng khó lòng địch nổi. Võ lực với khả năng địch vạn người của vị tướng họ Trương không còn là điều phải bàn cãi, bởi trước đó Trương Phi từng đơn đả độc đấu với chiến thần Lã Bố trong nhiều hiệp mà vẫn không phân thắng bại. Về sau Lưu Bị biết chuyện còn khen rằng: "Em ta nay đã biết dùng kế, thực là đáng mừng." Kết thúc phần 1, chúng ta điểm qua những sự kiện đặc sắc ở phần đầu tác phẩm, những tình tiết này gắn liền với những trận đánh kinh điển. Hãy cùng đón chờ phần 2 của series video
để tiếp tục đón xem những tình tiết hấp dẫn nữa nhé.